Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn em Ngọc Hân nha. Sẽ giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình một cái lô ngũ sắc cẩm tú cầu nha quý cô chú anh chị em. Và lô này được ghép vào những cái hôm gốc giấy thường ha, về cho quý cô chú anh chị em mình trang trí khuôn viên vườn hoặc là mình leo rào, mình có thể nuôi lên nha quý cô chú anh chị em. Sau một cái thời gian đứt hàng thì hôm nay đã có hoa lại. Thì hôm nay Pháp Thái cùng với nhà vườn sẽ gửi tới quý cô chú anh chị em mình những cái mẫu cây ha. À, đặc biệt là sỉ lẻ nha quý cô chú anh chị em. Rồi anh chào Hân. Dạ em chào anh Thái, chào cô chú anh chị ạ. Rồi thì hôm nay lên một số hoa cẩm tú cầu muốn giao lưu tới cô chú anh chị ạ. Em mong cô chú anh chị ủng hộ em nha. Trước mắt em lên đây một cây ạ. Đây, cây này thì gồm lũ năm màu của cô chú anh chị. Dạ, màu đỏ, màu trắng, màu hồng và màu cam, màu vàng, đủ năm màu. Dạ, này em mới cây tàn cô chú anh chị. Rồi em đo phỏng với một cây ạ. Rồi tổng thân ngang của cây này em được cho mình là 33, tổng chiều cao của cây được là 44 ạ. Rồi cái hoành em được cho mình là hoành 7. Dạ, hoành thì dao động tùy cây nha cô chú anh chị. Dạ rồi, một cặp như thế này thì em cũng xin lưu tới mình mức giá là 340.000. Là cái đó là giá lẻ, còn nếu mà cô chú anh chị mình muốn mua lấy giá sỉ thì nhắn tin cho em đi rồi em sẽ báo giá sỉ cho cô chú anh chị mình thương lượng ạ. Cái này là một cặp là 340.000, gồm hai chậu nha quý cô chú anh chị. Dạ. Bao phí ship toàn quốc ha. Em lấy chậu này lên anh đây. Tùy theo quý cô chú anh chị em mình là lựa ha. Nó như cốt như thế này cũng có, tại vì cái hôm đó là gốc giấy thường dâm đó anh chị em. Màu vàng nè, màu cam nè, màu đỏ nè. Có một số chậu nó chưa lên đủ quý cô chú anh chị em, và một số thì quý anh chị em mình thấy đây nè. Đây có màu đỏ nè, màu vàng nè, màu hồng nè, rồi màu trắng phớt hồng. Nói chung là tại vì mình mới cơ tàn nó mới lên đó, nên nó chưa có đủ cái mặt hoa, nhằm khi nhiều khi nó mới lên chỉ có 3 màu thôi. Nhưng mà bao đủ 5 màu cho quý cô chú anh chị em mình ha. Dạ. Rồi, thì số em cũng còn rất là nhiều nha cô chú anh chị mình muốn mua thì alo qua số điện thoại giúp em đi. Em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị mình ạ. Đi dài ra đây luôn em. Dạ. Đây quý anh chị em mình thấy nè, này nó mới chuẩn bị nó lên. Đây. Mặt hàng này bán rất là chạy quý anh chị em, do nó gọn á, đủ 5 màu. Dạ đủ màu, cái này thì chưa lên hết cho mình 5 màu cô chú anh chị. Đây anh thấy là màu cam nè, màu vàng nè, màu trắng phớt hồng nè, màu đỏ nè, là 4 màu rồi. Dạ. Đây màu còn màu hồng nó chưa lên thôi. Đây quý anh chị em mình thấy cái gốc nè, gốc giấy thì gốc giấy ta nha. Nó có nhiều cái kích cỡ quý anh chị em, có những cái gốc cũng rất là to nha. Đây, này màu đỏ nè, màu vàng, trắng phớt hồng nè, màu hồng nè. Đó, đây như cái gốc này nó chà bá luôn. Quý anh chị em mình thấy. Nhưng mà tại vì cái số lượng nhiều đó, tùy theo quý cô chú anh chị em mình lựa cái form thôi. Như cây này bự nhưng mà nó chưa lên hoa nhiều, em đo thử cái hoành nè. Chiều cao thì nó tương đương với nhau nè. Hoành em được cho mình là hoành 19 luôn ạ. Đó, quý anh chị em mình đã thấy. Thì nó cái gốc nó cũng vậy thôi, nhưng mà con cái là hoa này nó lên chùm. Đây quý anh chị em mình thấy nó lên một chùm như thế này nè. Đó. Đây. Gốc này quý anh chị em mình muốn lấy một cốt mà nó lên nó xè cái form ra thì lấy, còn lấy lùng lực thì lấy nha. Lùng thì cái thân nó nhiều nhiều nhánh như thế này nè quý cô chú anh chị em. Đó, vườn thì số lượng ha. Dạ, số lượng rất là nhiều. Cô chú anh chị mình mua về đi, có gì nếu mà thắc mắc gì mặt hàng hoa thì nhắn tin giúp em đi, em sẽ tư vấn cách chăm sóc cho cô chú anh chị mình luôn ạ. Dòng này thì rất là dễ rồi. Này về quý anh chị em mình đặt lên bồn hoặc là mình lên chậu cũng được. Đây như cái chậu này nè quý anh chị em mình thấy nè, màu sắc thì rất là đậm luôn, rất là nét nha. Đây màu trắng phớt hồng nè, màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè, cái này còn màu hồng. Đây màu hồng đây đó quý anh chị em mình thấy đủ 5 màu nha. Dạ, đảm bảo cho cô chú anh chị mình lũ nét 5 màu ạ. Chậu nào cũng như chậu nấy ạ. Rất đẹp luôn ha. Rồi thì tổng dạ. Thể hôm nay thì chi tiết bao nhiêu đó ha. Dạ rồi, dạ đó cũng là cuối clip em ạ. Rồi chào anh Thân, cô Thái, chào cô chú anh chị ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ em ạ. Rồi. Đây là cái dòng này là cẩm tú cầu nó lên hoa chùm. Cũng trong là cái dòng ngũ sắc nha quý cô chú anh chị em. Nhưng mà lượt ra những cái dòng nó lên chùm như thế này. Còn bên đây là ngũ sắc thường của mình nè. Quý anh chị em mình thấy ngũ sắc thường thì cái lá và cái hoa của nó dài hơn nha quý anh chị em. Đây, nó ra phượt dài nè. Còn bên đây cẩm tú cầu nè, nó ra chùm nguyên một chùm vậy đó. Rồi, Pháp Thái Vy cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em mình ha. Nếu như yêu thích lô cẩm tú cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nhà vườn sẽ gửi cây cho quý cô chú anh chị em toàn quốc nha. Còn quý anh chị em mình lấy sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất, cái số lượng nhiều nha. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.